chuyện đó tính hành. Thì nếu mình có lòng tin đó, tức là mình tin tưởng mình đi vào cái sơ thiền, vị thiền, tức là đi người đó. Thì khi mình đắc quả A-la-hán, mình đi tới tứ thiền rồi mình đi vào A-la-hán, hoặc đi qua tứ không, mình đi qua A-la-hán thì kêu là tùy tính hành, đã nhập chánh tánh, đã nhập chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa, vì ấy không có thể làm những hành động gì, do làm hành động đó phải sanh vào địa ngục. Không thể làm những hành động gì mà do hành động ấy phải sanh vào địa ngục bằng sanh ngạ quỷ. Một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả vị lưu. Với ai này các tỳ khưu đối những pháp này biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy. Biết rõ là cái tri, còn thấy là kiến. Chúng ta nên nhớ, biết là thức thứ sáu, còn thấy là năm thức đầu. Biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy, vị ấy được gọi là đã chứng vị lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ. Tôi nâng số 25-1-10. Thôi tới đây thôi. Thì giờ ra hết, kỳ tới mình giảng lại nữa. Chắc ngừng ở đây lâu á. Rồi bây giờ ai lãnh cái này ha, in ra một mớ thì giảng cái đó xong. Chúng ta qua tới cái này. Cái này là phần thứ hai của cái sự hạ thủ công phu. Ai lãnh à, lãnh này chắc cho đủ nha. Phải đáng chịu quá. Còn ai ấy thì hộ tiền thân Phật tử ấy, còn không lấy thì không ấy thì lấy trong quỹ để mà chia. Tôi là tôi muốn cái quỹ nhỏ thôi, cỡ này cho nó gọn, nhưng mà cái này nó lớn quá đem đâu mệt. Tôi muốn cỡ bằng cái kinh này, nếu mà làm được còn không được thì thôi. Thì thôi Phật tử đến đây ngưng ha, tạm ấy vừa có lại nha. Cái này ai cũng có hết, ai chưa có thì mượn người ta photo. Để có một quãng nguồn ngẫm tới ngẫm lui thì tới tôi giảng lại. Mà có coi trước thì tôi giảng mau hiểu lắm. Còn không là khó hiểu đấy. Còn chúng ta tới cái đó thì xong quả dự lưu đấy. Không quả nhập lưu của chúng ta đấy. Thì chúng ta sẽ thấy rồi đó, thì chúng ta học cũng dựa theo đó thôi. Nhưng cái cách giảng của chúng ta độc đáo, sáng tỏ hơn. Thì sư tử thấy là mình không có lạc đường. Tôi cũng sợ tôi lạc đường đó. Tôi lạc mình tôi thì không nói. Mà lạc cả cái pháp hội này là tôi chết luôn á. Tôi sa đọa chết luôn á. Hay là tôi cứ lo quả nhập lưu, bởi vì nó khó lắm. Từ xưa giờ tôi ít thấy ai giảng. Mà tôi hơi bạo dạn, tôi giảng thôi. Giảng mà hồi hộp hoài. Cứ thôi thốt lo sợ mình giảng sai. Mình giảng sai cho mình không nói, mà cả kéo cả một người đuôi, mà kéo cả một đám mù thì chết mồ luôn. Thì chư Phật tử cố gắng giúp đỡ tôi, cái nào có thắc mắc gì cứ đưa ra. Rồi tôi cứ bế tắc rồi tôi suy gẫm nữa. Mô Phật giờ đến đây mình tạm ngưng. Đầu tiên cũng là giải thoát cuối cùng. Thành ra chúng ta phải thấy cái lối tu tập nó không giống như hồi xưa nữa. Tất cả từ địa ngục cho tới cõi trời phi phi tưởng là tu theo vấn đề tiến hóa, tức là vấn đề cải sửa, vấn đề tập trung. Hay một danh từ mà chúng ta thường nghe dùng nhất đó là thần thông. Tất cả từ địa ngục cho đến cõi trời phi phi tưởng thuộc về thần thông, tức là phải có pháp môn, phải có thầy, phải có thời gian, không gian, và phải có vấn đề nhận thức tương ứng với đối tượng nhận thức. Đó là tất cả cái lối tu của tất cả tôn giáo thời Đức Phật và cũng dài dài tới thời bây giờ, cho cả những người xuất gia trong đạo Phật, chẳng hạn như tôi cũng làm thôi. Tức là con phải đi con đường nhất niệm. Chúng ta thường xuyên nhất niệm con đường tiến hóa, con đường tập trung, con đường đè nén, con đường cải sửa. Nên người ta nói tôi là làm lành lắm dữ đó. Thì từ xưa giờ các tôn giáo hầu hết như vậy. Thời Đức Phật cũng vậy, mà thời bây giờ cũng vậy. Và cả tới những người xuất gia theo đạo Phật cũng không nắm vững vấn đề bát nhã. Thì Đức Phật Ngài mới 6 năm tìm đạo, thì Ngài chung vô hết khắp nước Ấn Độ tìm những cái đạo sư nổi tiếng nhất, thì cuối cùng cũng đưa tới cõi trời phi phi tưởng thôi. Mà với cái trí tuệ
Rồi tiếp của Ngài, Ngài thấy đó không đưa tới giải thoát, rồi Ngài phải tự tìm lấy, tìm lấy. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Mình tưởng đâu Đức Phật siêu sức lắm, nhưng mà nếu mình mà muốn đắc quả nhập lưu thì cũng phải do mình tự ngộ không thầy chỉ dạy. Cái câu đó là câu chung chứ không phải riêng gì Đức Thế Tôn. Thành ra nó rất là khó. Tất cả những cái pháp môn từ xưa giờ đều lầm lẫn hết. Hay nói đúng là chỉ là cái phương tiện để giúp chúng ta đi đến giải thoát, chứ nó không phải là cứu cánh. Thành ra qua có lối tu này, lối tu nó ngược, ngược hết tất cả những cái lối tu từ xưa giờ. Nghĩa là tất cả pháp môn đều là dối gạt. Tất cả các đạo sư, muốn sinh là đạo sư cũng đều là dối gạt. Đạo sư chỉ là người đốt đuốc đi trước, rồi hướng dẫn cho người đi sau. Người đi sau phải tự mình chứng ngộ lấy. Thì bậc đạo sư ông thầy chỉ có làm sao chặt đứt hết tất cả những cái chấp thủ, những cái bám víu của ông đệ tử, để đời ông đệ tử không còn bám được cái gì hết. Đó là bổn phận đạo sư là vậy, chứ không phải đưa một cách thức, một pháp môn, một phương pháp để đi tới giải thoát. Có phương pháp là không tới giải thoát được, nhưng mà không có phương pháp thì không có con đường đi tới giải thoát được. Thành ra mới có cái danh từ dùng như cho chữ là con đường không con đường. Thành ra ở đây, cái kinh điển ở đây thì nhắc lại những cái đó, nhắc lại những cái đó. Thành ra ở đây tôi muốn đọc lại một lần hết. Tôi cũng có cái ý là muốn tóm hết tất cả năm bộ Nikaya. Cái bài nào, năm bộ thì nhiều lắm, nội cái trung bộ kinh là 152 bài. Còn tương ưng, còn tăng chi, còn tạp bộ kinh đủ á. Năm bộ thì cũng nhiều á, nhưng mà so với đại thừa thì quá ít. Năm bộ đó chừng mấy ngàn bài thôi. Thì trong đó lựa tất cả những bài nào chỉ về với Đức Phật giảng nhiều phương diện lắm. Có những ngục ngạ bốn đường ác có, bốn đường thiện có, nhập lưu có, niết giảng lai có, bất lai A-la-hán có, Bồ Tát và Như Lai có. Thì mình đọc có, mình lựa những cái nào chỉ về quả nhập lưu đó, mình rút ra. Nhưng mà tôi già, tôi lớn tuổi rồi, tôi làm không nổi nữa. Chứ trước kia tôi có định làm. Thì hôm nay có tùy theo đã làm như con đường giống như tôi mơ ước. Thành ra tôi đem đây trích dịch cho đây và để giải thích thêm. Thì Ngài sắp xếp cũng tương đối là sáng tỏ đấy, nhưng mà còn phải có người giải thích thêm chúng ta mới thấy rõ. Để rồi chúng ta thấy từ xưa thì chúng ta giảng nó cũng không sai mấy, không sai mấy, nhưng mà chúng ta giảng nó sáng tỏ hơn. Sáng tỏ không phải là dựa vào kinh này không, mà chúng ta nhờ cái bộ Tủ Lăng Nghiêm. Nếu không có Tủ Lăng Nghiêm là chúng ta không biết, đọc hết đã rồi không biết làm sao để đi vào con đường giải thoát, con đường nhập lưu. Nói kinh Tủ Lăng Nghiêm là một kinh thù thắng nhất mà các vị cổ đức, tức là các vị tổ thường nói đó. Người tu xuất gia mà không coi kinh Tủ Lăng Nghiêm đó là uổng cho đời tu. Cái đó là câu của cổ đức ạ, chứ không phải của tôi. Thì tôi thấy câu đó tôi hơi ái ngại, tôi mới coi Tủ Lăng Nghiêm. Thì tôi coi mười mấy lần, cũng chẳng hiểu gì mấy. Nó khó lắm. Nhưng mà tới cái chỗ mà nhĩ căn viên thông của Đức Quan Âm đó, tới cái chỗ Đức Phật chỉ cho A Nan về cái thánh, cái thấy, cái nghe đó, thì tôi mới hiểu được con đường đi vào tu. Nha, thì bữa nay để tránh mất thì giờ, đúng ra như thường lệ là chúng ta phải trả bài kinh 66, nhắc lại, rồi nhắc lại câu số 1, số 2, số 3. Rồi chúng ta đang làm bài câu số 4. Câu số 3 là nói về vấn đề tất cả cái 36 pháp không phải là ta, của ta, tự ngã của ta. Thì câu đó chúng ta làm xong rồi. Chúng ta đang qua câu số 4 là khi mà việc thấy rõ thân kiến đó, thì có chấm dứt được giới cấm thủ và nghi không? Thì câu này cũng là quả nhập lưu thôi. Thì tới đây may mắn là có ông Thiện Nam, ông Trung Duy Tính, ông mới lựa cho mấy cái bài này. Tôi thấy là rất hay, dừng lại ở đây để cho cái câu số 3, số 4 là quả nhập lưu nó sáng tỏ hơn. Mà nếu qua câu này rồi thì chúng ta đi bài kinh 66 dễ dàng thôi. Và không những bài kinh 66 mà tất cả những cái kinh của Nikaya và kinh của Đại Thừa, chúng ta coi chúng ta đều hiểu hết. Và khi người nào giảng đúng, người nào giảng sai, chúng ta tu đúng, chúng ta tu sai, chúng ta đều biết hết. Gọi là trật pháp, con mắt chánh kiến, tức là pháp nhãn. Ở trong này kêu là pháp nhãn đó.
chúng ta thấy được cái bất tử. Nên là cái đó là phải nhờ Thủ Lăng Nghiêm đó, chứ còn không có là chúng ta cũng khó vô cái bất tử này. Vì bây giờ chúng ta bắt đầu lập vào cái quả dự lưu mà tôi đã phát xuống rồi đó. Chúng ta đọc lại, chứ đọc nhiều lần tốt nha, chứ tử đọc 2, 3, 4, 50 lần cũng càng tốt, cả 100 lần cũng tốt nữa. Đọc nhiều lần rồi mình suy gẫm. Thành ra trong kinh mới nói là phải có niềm tin đầu tiên. Đức tin là mẹ của tất cả mọi sự thành công. Mà tin thì hễ mà tin thì tức thuộc là mê tín rồi đấy. Nhưng mà đầu tiên mình chưa thấy được Phật tánh, mình chưa có thánh tính thì mình phải mê tín thiền. Tức là tin vào một bậc tối thắng, tức là Đức Phật Thích Ca. Thì cái niềm tin đó là đặt hết niềm tin đó, có tin mình mới có nghiên cứu được, mới có thích thú được. Rồi tin rồi phải nghiền ngẫm, phải suy tư. À, thì tất nhiên tin là phải thuộc lầu. Rồi tối phải nghiền ngẫm suy tư, đây là phần của chúng ta. Nào suy tư để có một cái hiểu biết, chứ không suy tư rồi là mình lầm lẫn đi. Đức Phật nói thì Ngài nói rất là bí hiểm, rất là bí hiểm, rất là cô động. Chừng đó mình phải tự mình suy nghĩ, tầm kiếm, tìm hiểu, rồi mới áp dụng vào trong đời sống thực chứng của mình. Nếu đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho tất cả chúng sanh, tiến hóa cho mình và tiến hóa cho chúng sanh thì đó là đúng. Chứ Đức Phật không phải bắt buộc phải theo Ngài, nhưng đầu tiên là phải có niềm tin. Ngài nói các con cứ đi nghe hết tất cả tôn giáo khác, đi nghe hết tất cả các giáo chủ khác, nhưng đừng tin ai mà cũng đừng bỏ ai. Lấy cái đó về nghiền ngẫm, suy gẫm, rồi áp dụng vào đời sống của các con. Nếu đem lại lợi ích cho mình và cho tất cả mọi người thì các con thấy đó là đúng, phải hành theo. Thì đó là lời dạy của Đức Phật khi mà cái dân gì đó để hỏi Đức Phật là ai cũng đến đây giảng pháp, ai cũng nói cái đạo mình là đúng hết. Đức Phật trả lời như đó, thì câu đó cũng trả lời cho chúng ta. Mà nếu chúng ta đắc quả nhập lưu rồi là chúng ta đi đâu cũng được hết, của con mắt cũng kiến, ai giảng pháp đúng hay sai, chính mình hành đúng hay sai mình biết rõ hết. Thì từ nay vĩnh viễn không còn lọt vào thần thông nữa. Cái thần thông là cái thích nhất của chúng ta. Chính hồi xưa tôi cũng rất thích thần thông, và hầu như thế giới bây giờ cũng thích thần thông. Ai mà chết có xá lợi là đắc quả rồi đấy. Ai mà có thể ngồi trên mặt nước, ai có để đi xuyên qua vách, có thể thấy được cả mấy triệu mấy tỷ cây số, thì cái đó là bậc thánh nhân đấy. Nhưng mà đối đạo Phật mấy cái đó không thành vấn đề. Anh có thể có thiên nhãn, thấy xuyên qua vách, thấy các cõi trời, thấy được chúng sanh sống như thế nào, chết sanh về đâu. À, có thể có thiên nhĩ thông là nghe được tiếng các loài trời, tiếng các tất cả các loài chim, tất cả loài thú. Thì đó là thiên nhĩ thông, là tha tâm thông, biết hết tâm mọi người. Đến muốn nói cái gì chưa nói là biết trước rồi. À, còn thần túc thông là có thể dùng sắc thân này bay lên các cõi trời, có lẽ lấy tay rờ mặt trăng mặt trời. À, thì đó là thần túc thông. Rồi túc mạng thông là biết được kiếp trước của mình, một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, vô lượng kiếp của mình và của tất cả chúng sanh khác. Thì đối với đạo Phật, năm cái thông này chả ăn thua gì hết. Thì cái đó gọi là thần thông đó. Cái đó gọi là cái khôn ngoan, cái thông minh, chứ chưa phải là cái trí tuệ. Chỉ có một cái thần thông cuối cùng đó, tức là lậu tận thông, thì cái này mới đúng là đạo Phật. Lậu tận thông là gì? Là biết cái hiện tại, tức là cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Biết cái sắc thân mình chuyển biến, biết rõ những cái cảm giác của mình, biết rõ những cái tư tưởng của mình, biết rõ những cái ý chí của mình, biết rõ những kinh nghiệm kiến thức của mình mà không hề vướng mắc vào đó. Thực nhận tất cả trở về chân không, nghĩa là sống cuộc sống không còn tham lam, không còn sân giận, không còn si mê nữa. Cuộc sống không còn vướng mắc nữa, vẫn sống như tất cả mọi người, vẫn ăn mặc ở bệnh mà không hề dính mắt.
Mà lớn ra nhà rồi ha. À, chắc khỏi rồi. Nhìn hổ pháp nhãn. Và phần thứ ba là ba kiết sử đầu tiên. Phần thứ tư là đặc tính của quả dự lưu. Và phần thứ năm là thành quả. Phần thứ sáu là lời khuyên. Phần vấn nhập chúng ta bắt đầu. Kinh điển trích dẫn ở đây được trình bày trong năm phần. Phần một là khai mở pháp nhãn, đề cập đến kinh nghiệm thực chứng quả dự lưu, và kết thúc bằng một đoạn kinh về chi kiến của bậc dự lưu so với bậc A-la-hán. Phần hai thì chúng ta biết phần một đó là nói về cái kinh nghiệm thực chứng của quả dự lưu, và cuối cùng là so quả dự lưu với A-la-hán. Mà chúng ta thường giảng A-la-hán dự lưu thì nói một thứ là sai, mà nói giống nhau là trật. Mình có nói A-la-hán cho tới Bồ-Tát Thánh và Chư Như Lai, thì cái quả dự lưu cho tới A-la-hán, Bồ-Tát Thánh Như Lai cũng không phải khác, mà cũng không phải một thứ. Thật ra nó là một thứ, nhưng một thứ. Cái một đó, cái bất biến đó, đứng lặng bất biến thì có một thôi. Nhưng mà do cái sự liên tục hay không liên tục, thì chúng ta thấy chúng ta giảng nó rõ hơn đó. Ở đây thì chỉ nói vậy thôi, chứ không có giải thích rõ. Thì chúng ta giải thích nó là 1/4 là nhập lưu, 2/4 là nhất dẫn lai, 3/4 là bất lai, còn 4/4 là hoàn toàn, thì đó là A-la-hán. Tức là Phật tánh đã liên tục 24/24 thì không còn cái khe hở nào để cho tư tưởng xâm nhập vô đó nữa. Mà không có tư tưởng thì vấn đề tam giới chấm dứt. Tam giới chấm dứt đúng là không phải là tư tưởng không, mà do cảm giác, tư tưởng và ý chí. Nhưng mà trong đó tư tưởng quan trọng hơn hết, ân tề thiên là quan trọng hơn hết. Do đó mà chúng ta thấy là tới quả A-la-hán là không có một tư tưởng, cảm giác và ý chí nào xen vào đó nữa hết. Thì cuộc giải thoát đã chấm dứt. Nhưng mà A-la-hán so với Như Lai và Bồ Tát Thánh còn kém, thiếu về cái dự dụng, cái dự dụng. Thành ra phải ra phát Bồ Đề Tâm là cái lý do nó vậy. Phần 2 đề cập đến ba kiết sử đầu tiên trói buộc chúng ta trong dòng luân hồi, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Các kiết sử này được đoạn diệt khi khai mở pháp nhãn. Một chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Cái này chúng ta cũng đã giải thích rồi, giải thích rồi. Phần 3 đề cập đến các đặc tính của vị đã đắc quả dự lưu sau khi chặt đứt ba kiết sử đầu. Phần này tập trung vào ba danh sách liệt kê bốn yếu tố của quả dự lưu, mà chúng ta không nên lầm lộn với bốn chi phần tạo điều kiện đưa đến quả dự lưu như đã trình bày trong phần trích dẫn kinh điển lúc trước. Phần 4 kết quả đề cập đến các thành quả mà dự lưu có được trong đời này và các đời sau. Phần 5 là lời khuyên trích dẫn lời dạy của Đức Phật trước khi Ngài tịch diệt. Bài kinh ghi chép các lời khuyên này, kinh số 16 của Trường Bộ, cũng ghi nhận rằng các vị tỳ khưu hiện diện trong giờ phút đó đều đã đạt các thánh quả, thấp nhất là quả dự lưu. Vì thế sự kiện Đức Phật nhấn mạnh đến sự nỗ lực tinh tấn trong lời dạy cuối cùng, cho thấy rằng ngay các vị đắc quả dự lưu cũng vẫn phải tinh tấn tu tập, không được dễ vui. Đắc quả nhập lưu rồi là cũng không được dễ vui, vì đến đó rồi còn phải trở lại, nếu giải đãi trở lại 7 lần ở trong cõi người và cõi trời dục giới. Tiếp theo, chữ lưu có nghĩa là dòng sông, tức là dòng đời đấy. Trong từ dự lưu là để ám chỉ nơi mà tất cả 8 chi phần của Bát Chánh Đạo cùng hội nhập lại. Thì cái dòng đời nó gồm có giới định và tuệ, 8 chi phần đó. Dòng sông này Sariputta, được nói đến như vậy, này Sariputta, thế nào là dòng sông? Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông tánh đạo, thánh đạo 8 ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy ngữ, chánh nghiệp cho tới chánh định. Thì chúng ta biết chánh tri kiến và chánh tư duy đó thuộc là huệ, tức là phần diệu dụng của cái tâm. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó là cái giới, tức là phần của sắc thân. Còn chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là cái phần định của sát thân.
Nhờ có định thì cái trí mới chiếu sáng, thì đó là chánh kiến và chánh tư duy. Thì cuộc sống chúng ta cũng không ngoài tám phần này. Thành ra trong kinh đạo Phật thì lấy cái bát chánh đạo là gốc. Ngoài các chánh đạo ra không có đạo Phật. Thành ra có người ta nói là giới tam học mới là đạo Phật. Thì thật sự ra bát chánh đạo là tam học chứ gì nữa. Thành ra đạo Phật nó khó chỗ đó, là có người nói đạo Phật là tứ diệu đế. Ngoài tứ diệu đế không có đạo Phật. Mà tứ diệu đế là gì? Là khổ tập diệt đạo. Mà đạo đế là gì? Đạo đế là bát chánh đạo. Đúng là đạo đế là 37 phẩm trợ đạo nè. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc là 12, ngũ căn ngũ lực là 22, thất bồ đề thần với bát chánh đạo là 37. Thì bát chánh đạo là gốc, nó gom hết tất cả 30 mấy phẩm trên. Thì chúng ta thấy nói sao là nó cũng đúng hết đó. Rồi nói tiếng ngũ vững đó là nền tảng của đạo Phật. Mà ngũ vững là gì? Ngũ vững là bát chánh đạo. Mà ngũ vững là giới định tuệ. Mà ngũ vững là gì? Ngũ vững là thập nhị nhân duyên. Thành ra chư Phật tử ngồi phải suy gẫm lại. Suy gẫm là thấy là tất cả nó đều giống nhau mà đều khác nhau. Khác nhau ở cái cách nhìn, khác nhau ở nhiều khía cạnh. Tôi vừa nói chữ nhiều. Nhiều khía cạnh của một thực thể. Nhiều khía cạnh của một thực thể. Một thực thể đó là chân như, là đứng lặng bất biến. Còn nhiều khía cạnh đó là các hiện tượng, vô lượng khía cạnh. Thành ra chúng ta phải nghiền ngẫm làm sao giảng pháp, làm sao nắm được tất cả đều khác nhau mà tất cả đều giống nhau. Tức là ngũ quẩn, lục căn, thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, tứ diệu đế, tứ niệm xứ đều khác nhau, đều giống nhau, thì chúng ta mới đi tới quả nhập lưu được. Thì chúng ta để ý ở đây cũng vậy thôi. Nếu không nắm được cái đó là chúng ta không đi tới quả nhập lưu được. Bạch Thế Tôn, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh duy kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp cho tới chánh định. Lành thai này Sariputta, này Sariputta, đây là dòng sông thánh đạo tám ngành, tức là chánh duy kiến, chánh tư duy cho tới chánh định. Dự lưu, này Sariputta, được hỏi như vậy, này Sariputta, thế nào là dự lưu? Bạch Thế Tôn, ai thành tựu tám đạo, thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là dự lưu. Vị tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy. Lành thai này Sariputta, ai thành tựu thánh đạo tám ngành này, người ấy gọi là dự lưu. Vị tôn giả với tên như thế này, với họ như thế này. Thành ra chư Phật tử phải nắm vững cái bát chánh đạo. Thì tôi giảng sơ bát chánh đạo trước tôi có giảng rồi, tức là cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chánh kiến, chánh tư duy. Thì như nãy tôi nói là có chánh kiến, chánh tư duy của nhất niệm, tức là của người trời, của tiến hóa, của tất cả các tôn giáo khác. Mà có chánh kiến, chánh tư duy của con người giải thoát, của thánh quả. Thì chánh kiến của người trời đó là phải hiểu rõ tứ diệu đế, phải hiểu rõ cuộc đời này là khổ, là hiểu rõ ba khổ, hiểu rõ tám khổ, là khổ chuyển biến sát na, khổ chuyển biến chu kỳ, và khổ chuyển biến không hiểu sát na, không hiểu chu kỳ mà chiếm hữu thêm. Thì sát na gọi là hành khổ, chu kỳ là hoại khổ, còn chiếm hữu về của ta, của riêng mình đó là khổ chồng thêm khổ. Thì chúng ta thấy là bốn đường ác có đủ ba khổ, nghĩa là không biết hành khổ, không biết ngoại khổ, mà cũng chả biết khổ khổ nằm ở trong đó. Tới cõi trời, cõi người, cõi trời dục giới, tới trời sắc giới, đi vào sơ thiền, đi vào nhị thiền, đi vào tam thiền, thì mới chấm dứt được khổ khổ. Chấm dứt được khổ khổ, nhưng mà còn kẹt vào hoại khổ của cảm giác và hành khổ của chuyển biến tư tưởng. Rồi tới
cõi tứ thiền của sắc giới và tứ không, không vô biên thức, vô biên vô sở hữu và phi phi tưởng, thì mới tưởng mình chấm dứt được khổ khổ và hoại khổ. Thì cái đó chúng ta đã giảng qua rồi. Nó thành ra cái sai lầm của những người đó thì chỉ có quả dự lưu mới thấy được thôi. Mặc dầu các ngài chưa chứng đắc hoàn toàn, nhưng các ngài thấy được cái sự sai lầm của địa ngục cho tới cõi trời phi phi tưởng. Thành ra mới nói đây là sự hội nhập của tám chi phần này gọi là dòng lưu, vì nó chắc chắn đưa đến hai điều. Cũng như các nhánh sông nhỏ sẽ hội nhập vào một con sông chính rồi sẽ chảy ra biển. Một, tức thời dòng lưu đó đưa đến việc khai mở pháp nhãn, đó là nhận thức được sự giác ngộ đầu tiên. Hai, sau đó với thời gian tối đa là 7 kiếp luân hồi, dòng lưu sẽ đưa vị ấy đến giải thoát tối hậu. Nó thành ra chư Phật tử phải nắm vững từ địa ngục cho tới cõi trời phi phi tưởng. Những cái mấu chốt, những cái ngóc ngách của nó như thế nào chúng ta phải nắm cho vững. Thành ra từ xưa giờ chúng ta nắm không vững. Nó chẳng hạn như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, thì bốn đường ác này thì chúng ta phải biết địa ngục là chưa có cái biết, chỉ có sắc thân ù lì thôi. Rồi tới ngạ quỷ, súc sanh, atula thì chúng ta thấy bắt đầu có cái biết, nhưng mà cái biết do chiếm hữu bên ngoài, chiếm hữu một cách đê tiện, một cách thô tháo, mà trong kinh thường không cho đó là cảm giác mà cho đó là sắc quẩn thôi. Cái này chúng ta phải hiểu đây, không để ý là chúng ta kẹt. Thành ra chúng ta thấy là nhập lưu vĩnh viễn không xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, thì chúng ta nghĩ là nhập lưu chỉ là dứt trừ được sắc quẩn thôi. Nhưng mà nếu sắc quẩn không thì khỏi đọa địa ngục thôi, chứ ngạ quỷ, súc sanh, atula phải đọa chứ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng ngạ quỷ, súc sanh, atula bắt đầu có cảm thọ rồi, mà sau tới súc sanh là có tư tưởng rồi đó, còn tới atula ác thần là manh nha, cái hành quẩn rồi, có ý chí rồi đó. Mà nhập lưu đâu có đi vào bốn con đường đó, thì phải biết rằng cái này nó quá nặng về sắc thân, thành ra phải kể là thuộc về sắc thân. Thành ra nhập lưu là nhận được cái đó, nhập lưu vĩnh viễn không còn xuống bốn lượt đạo khi đã thấy rõ rồi. Nào, còn nhất giảng lai đó thì chúng ta thấy là từ cõi người trời dục giới, trời sắc giới, mà chúng ta biết cõi người, cõi trời dục giới vẫn còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà rất là di thế, rất là thánh thiện. Còn người thì năm thiện năm ác, tức là vẫn còn chiếm hữu, hơi hơi thô tháo, tức là còn sự giao cấu của sắc thân, nhưng mà biết tiết dục. Thành ra người năm giới chúng ta thấy rằng bắt đầu tập là tiết dục rồi đấy. Còn tới cõi trời dục giới là năm giới đó, thì chúng ta thấy là không còn sự giao cấu thô tháo nữa, nhưng mà không dằn được, vẫn còn vấn đề dòm nhau, hôn thích nhau, ôm nhau, bắt tay nhau, mà có thai. Nhưng mà cái thai thì không phải mang ở bụng mà ở cái đầu gối, ở nách, như cái cục bú à, rồi nó nở, nó nứt ra, rồi đứa bé đi xuống khỏi cần bú sữa mẹ gì hết, giống như con trâu con bò ấy. Sinh ra là biết đi đứng liền. Đó là trong kinh diễn tả lợi thì chúng ta thấy rất là di tế, rất là di tế, nhưng mà cũng vẫn còn chiếm hữu bên ngoài. Rồi tới cõi trời, tức là cõi trời dục giới là có tiên nam tiên nữ đấy. Tới cõi trời sắc giới đó thì không có tiên nam tiên nữ nữa, mà toàn là trượng phu, mà không có thai sanh, không có noãn sanh, không có thấp sanh, mà chỉ có quá sanh thôi. Quá sanh tức là biến quá, từ chết cái sắc thân rồi biến ra cái sắc thân cõi trời sắc giới, rồi cõi sắc giới khi hết phước rồi thì biến mất là chết. Thành ra không có chết nguyên con, không có hôi hám nữa, thì cái này chúng ta phải biết đấy. Thành ra chúng ta ráng làm sao nhập được cái sơ thiền của sắc giới là chúng ta bắt đầu qua quá sanh rồi đấy. Nhưng mà quá sanh là quá sanh của tự chứng đắc nhất niệm của mình, còn cái quá sanh cực lạc là khác. Nên trực lạc cao hơn đấy. Nên trực lạc nó thuộc về vô niệm, tức là cái bông sen bên đó là chuyển biến sắc na,
Còn bên đây hóa sanh là chuyển biến chu kỳ. Nó do cái sự là sao động, chuyển biến mà sao động ra. Còn cái kia chuyển biến mà đứng lặng. Chúng ta phải nhìn ngẫm đấy, chứ không phải dễ. Cái quá sanh này với quá sanh kia khác nhau rất xa. Quá sanh này là do nhất niệm mà có, còn quá sanh thứ sực lạc là do vô niệm mà có. Người hòa nhập lưu thì phải nắm vững mấy cái này hết à, không phải dễ đấy. Thành ra tôi thấy tôi giảng sốt nhiều quá, rồi giảng lại mà làm sao giảng cho đủ được. Tự chư Phật tử nắm vững cái căn bản rồi suy gẫm ra, rồi mình tu mình không lạc nữa, mình không lạc nữa. Thành ra cũng đồng thời dùng chữ quá sanh là quá sanh của cõi trời sắc giới khác, còn quá sanh của cõi trời vô sắc khác, còn quá sanh của sức cực lạc của các cõi tịnh độ lại khác. Chư tử phải để ý nha, cái này dường như lúc trước tôi chưa có giảng, không biết có giảng qua không, tôi không nhớ. Nhưng mà tôi ngồi tôi chuyên nghiệm, tôi thích cười. Tôi nói Phật Pháp quá, quá chi như thế. Nhưng mà khi mà nắm cái gốc rồi mình thấy rõ như vậy, trở về cái gốc rồi thấy rõ như vậy, thì nhập lưu không còn lầm lẫn nữa, không còn lầm lẫn nữa. Và chúng ta nhớ là cõi sơ thiền đó, thì nó giữa nửa chiếm hữu bên ngoài, nửa chiếm hữu bên trong. Khi mà tạp niệm là chiếm hữu bên ngoài đó, khi mà kéo nó trở về nhất niệm thì nó chiếm hữu bên trong. Cái đó là tầm sát đó. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Thì chúng ta cái này thấy này, chưa nhất niệm, nó còn tranh đấu giữa nhất niệm và tạp niệm. Mà tạp niệm là chiếm hữu bên ngoài, nhất niệm là chiếm hữu bên trong. Thành ra hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Chúng ta phải coi cái danh từ cô động. Nhưng mà khi mình tham thiền kỹ rồi mình thấy cũng dễ giải thích thôi. Mà mới đọc qua lần đầu mà chưa có di thức nữa, chết mồ luôn. Cái gì mà diệt năm triền cái, làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược. Diệt năm triền cái, làm cho tâm ô uế, làm cho trí tuệ muội lược. Ly dục, ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không có tầm, có tứ. Chết, đọc vậy là chả hiểu gì hết. Nhưng bây giờ tôi giảng vậy Phật tử vô thấy dễ dàng thôi. Nhưng cõi dục giới, cõi trời dục giới thì diệt năm triền cái. Cái là diệt từ cái thôi. Diệt tầm thì làm cho mất cái hôn trầm. Diệt sát thì đè nén được cái nghi. Diệt tầm sát hỷ thì trừ được cái sân. Còn lạc thì trừ được cái phóng dật. Rồi tịnh định xả, tịnh định tức là bất lạc bất khổ thọ, thì trừ được cái tham dục. Thì đó là cái đè nén từng chi phần, tức là làm muội lược, làm cho tiêu diệt năm triền cái. Bây giờ nối mấy cái đó lại với nhau thì đắc quả sơ thiền, tức là qua sơ thiền của cõi trời sắc giới. Rồi bỏ tầm tứ, bỏ niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, lắng nghe được cái niệm, khỏi cần niệm Phật, và chìm đắm trong trạng thái đó, rồi ra khỏi trạng thái chìm đắm, đó là nhị thiền của cõi trời sắc giới. Rồi bỏ cái lắng nghe, chìm đắm trong trạng thái đó, ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì đó là tam thiền của cõi trời sắc giới. Rồi không cần gì hết, chỉ là ra khỏi trạng thái đó, ở trong trạng thái luôn luôn thanh tịnh, không dính mắc vào sắc thân. Sắc thân vẫn còn nhưng mà không dính mắc, bị sắc thân là cái cộng nghiệp chung, không biến mất được. Còn cái cảm giác lạc thọ biến mất, đó là cái biệt nghiệp của độc ảnh cận. Thì chúng ta qua tứ thiền, cái này Phật tử phải rành hết đấy, phải rành hết đấy thì mới là qua nhãn nhập lưu được. Từ nay không còn bị ai gạt nữa, người có thể tự mình đi, hoặc nếu có thiện trí thức giúp đỡ mau hơn. Còn vĩnh viễn là không lạc đường nữa. Thành ra quả nhập lưu là cái quả tối thắng, cái quả quan trọng nhất trong tam giới. Chư Phật tử phải hiểu. Đó là tới đây là chúng ta thấy là chúng ta đã nắm vững rồi. Nhưng mà còn qua tới tứ không là chúng ta thấy ít có ai giảng lắm. Ở đây có cái bài kinh bất động đó. Trong này chút nữa chúng ta thấy tới có vậy, có đó, có đó. Mà mấy Phật tử coi vô chả hiểu gì hết.
Nhưng mà nghe tôi giảng rồi coi thấy nó dễ thôi, nó cũng không khó gì hết. Nhau là qua tới cái tứ thiền của sắc giới, thì trong kinh thường kêu là cõi bất động. Bất động, bất động là sao? Bất là không, động là nhúc nhích nữa, không còn bị lai chuyển nữa, không còn bị sao động nữa. Nghĩa là tam tai không đụng tới. Một người nhập vào tứ thiền đó, cái sắc thân còn, nhưng mà bảo táp cũng không nhúc nhích tới người đó. Người đó như cục đá, trơ trơ như cục đá. Còn lửa đốt cũng không cháy, cũng như cục đá trơ đứng đó. Mà bão táp mưa lục ngập cũng không kéo cục đá này đi được. Thành nó tam tai là ba cái tai nạn: lửa, nước và bão táp không đụng tới người nhập tứ thiền. Quay tới vậy đó. Nhưng mà khi xả ra giờ chết như thường, khi nhập thì khỏe. Nếu có đau, có nhức, có bệnh hoạn, nhập vào tứ thiền là tất cả chấm dứt, là diệt, xả lạc, xả khổ mà. Diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và chú thiền thứ tư, một trạng thái. Chứng và chú thiền thứ tư, bất lạc, bất khổ, xả niệm thanh tịnh. Thì chúng ta thấy là cái trạng thái này không còn cái khổ hay là cái lạc gì đụng tới người đó được hết. Thành đã tam tai không đụng tới. Nhưng người này thấy cũng còn sắc thân là cái gai đối với tứ thiền. Mặc dù nó bất động nhưng mà còn bất động mà còn cái sắc thân. Mặc dù không dính mắc vào sắc thân nhưng mà sắc thân vẫn còn. Thành ra một vị nhập định này mới thấy là cái cõi nào đừng có sắc thân hết. Sắc thân là cái gai. Thành ra chúng ta để ý người nhập sơ thiền niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến. Thì cái tiếng động, cái ồn ào là cái gai đối với người sơ thiền không nhập được. Rồi khi nhập được sơ thiền niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, thì niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm là cái gai đối với nhị thiền. Chỉ còn lắng nghe thôi. Tức là tự nhiên có tiếng niệm Phật. Mà nếu còn đếm nữa là nó chướng ngại cho vấn đề lắng nghe. Nó ngồi xuống là có tiếng niệm Phật. Tâm đâu là tiếng niệm Phật đó. Nhưng mà nếu còn lắng nghe, còn có tiếng niệm Phật, có thân an và tâm hỷ, thì cái đó nó chướng ngại cho cái lạc thọ. Bây giờ thân với tâm nhập một, thân lạc mà tâm lạc. Rồi nếu thân lạc mà tâm lạc thì còn tiếp hữu cái lạc thọ, thì còn tham dục. Thành ra phải bỏ luôn. Bỏ luôn. Chỉ còn có cái tư tưởng thuần túy thôi. Xả lạc, xả khổ luôn. Việc hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và chú thiền thứ tư, bất khổ bất lạc. Xả niệm thanh tịnh. Nhưng mà xả rồi thì còn thấy cái sắc thân. Không chìm trong cái lạc biến mất, nó là độc ảnh cảnh. Cái biệt nghiệp của mình. Còn cái sát thân là tuy rằng không dính mắc nhưng nó là đối chất cảnh. Bây giờ phải bỏ cái cộng nghiệp đó, đi qua cái cộng nghiệp mới, thì bây giờ sát thân mới mất. Thì bây giờ các ngài nhập định lâu sâu kỹ thì các ngài sẽ thấy được cái mặt na. Mặt na là cái sao động vi tế nhất của cái hiện tượng giới. Hãy nói trở vô đó thì nó thành cái đứng lặng bất biến, mà nó trở ra chứ trở vô thì thành, cho nói lỗi, trở vô thì thành cái đứng lặng chuyển biến, mà trở ra thì thành cái sao động chuyển biến. Nó khổ vậy đó. Mà sao động chuyển biến của nó kêu là hư không. Hư không, hư không thì nó tương đương với là cái thức vô biên. Nó cũng gần như vô lượng vô biên, nhưng mà đã sao động rồi thì không còn vô lượng vô biên nữa, nhưng mà nó rất là chi tế. Chúng ta nhìn cái không gian coi. Không gian này chúng ta thấy nhìn như vô lượng vô biên, không có gì ra ngoài không gian hết. Nhưng mà không gian là cái sao động đầu tiên kêu là mặt na. Mà khi cái không gian nó trở vô ai lại ra rồi thì nó trở thành ra đứng lặng, thì vô lượng vô biên đấy. Mà hãy trở ra thì thành hữu lượng hữu biên. Trở vô thì đứng lặng, mà trở ra thì sao động. Thành ra nó rất là bao la. Thành ra mới kêu là hư không vô biên. Nhưng mà thật sự chưa vô biên đâu. Gần như vô biên. Mà hiểu vô biên thì hư không sẽ nhập với thời gian. Hãy nhập với thời gian rồi thì kêu là thức vô biên.
Thành ra đây cái thức thứ sáu khi nó nhập định kỹ lâu sâu rồi nó sẽ thấy được cái hư không vô biên. Thì nó thấy là cái sắc thân này chướng ngại. Thành ra bỏ cái sắc thân để đi vào hư không vô biên. Rồi nhập định kỹ lâu sâu nữa thì thấy hư không vô biên chưa phải là vô biên. Nó còn sao động một tí teo, tức là chưa được vô biên. Khi nó đứng lặng mới vô biên. Khi nó trở vô A Lại Gia thì nó thành ra vô biên. Thành ra các ngài mới bỏ hư không. Hư không vô biên chướng ngại cho thức vô biên. Nó là cây gai của thức vô biên. Trong kinh chỉ nói cây gai thôi, chứ không nói lý do. Cái này là tôi giải thích thêm. Tôi không biết tại sao hư không vô biên lại là cái gai của thức vô biên. Rồi tứ thiền của sắc giới lại là cái gai của hư không vô biên. Muốn gặp nhập vào hư không vô biên phải bỏ cái tứ thiền. Mà bất lạc thọ của tam thiền lại là cái gai của tứ thiền. Nó cứ vậy thôi. Tiếng động là cái gai của sơ thiền tầm sát. Tầm sát là cái gai của nhị thiền hỷ. Hỷ là cái gai của nhị thiền lạc. Lạc là cái gai của nhị thiền bất lạc bất khổ của tứ thiền. Tứ thiền bất lạc bất khổ là cái gai của hư không vô biên. Hư không vô biên là cái gai của thức vô biên. Thức vô biên là cái gai của vô sở hữu. Vô sở hữu là cái gai của phi phi tưởng. Trong kinh chỉ nói vậy thôi. Giờ giải thích làm sao? Chết luôn á. Chết mồ, chết tổ, suy gẫm chết luôn. Rồi cuối cùng mình thấy nó cũng dễ thôi. Cũng dễ thôi. Chút nữa đây tôi đọc bài kinh bất động. Bất động ích lợi. Nó đề cái tựa đó. Thì chúng ta thấy là diễn tả vậy mà rất là cô động. Rất là cô động. Nhưng mà mình nghiền ngẫm thì mình thấy giải thích rất sáng tỏ. Đây là tôi đề nghị cách giải thích thôi. Đúng hay sai tôi không biết. Thì chư Phật tử lấy cái đó làm cái chất liệu. Đừng có tin mà cũng đừng có bỏ. Rồi tập thử coi. Đi vào thiền sẽ thấy nó như vậy. Đúng như vậy thì là đúng. Còn không là sai. Nha, thì chúng ta sửa lại. Thì ở đây là chúng ta thấy là luôn luôn ở đây đề nghị cái bát chánh đạo là cái thánh đạo. Ngoài cái bát chánh đạo là không có đạo Phật nữa. Mà chúng ta để ý hai cái đầu chánh kiến, chánh tư duy đó là huệ đấy. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thân, là giới đấy. Chúng ta nên nhớ giới là giữ cho sắc thân. Còn định đó thuộc về cái tâm. Còn huệ đó là cái diệu dụng của tâm. Có bao nhiêu đó thôi. Mà chúng ta đừng tưởng là cái thân với cái tâm là hai cái khác nhau. Mà cũng đừng tưởng thân tâm là một cái giống nhau. Hay nói cách khác nữa, đừng tưởng thân tâm và trí tuệ là ba cái khác nhau. Mà đừng tưởng thân tâm với trí tuệ là ba cái giống nhau. Đạo Phật nó khó chỗ đó. Cái thân đó, cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc về sát thân. Chánh ngữ thì chúng ta thấy miệng có bốn rồi đó. Nói dối, khoe khoang, đâm thuộc rửa chửi. Chánh nghiệp là sát thân, không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn chánh mạng là nuôi mạng sống. Năm điều. Không mua loài vật để bán, không mua bán loài vật, không nuôi người, không mua người và sự mai dâm. Không bán thuốc độc, không bán khí giới, không bán rượu. Thì có đó là cái nghề nghiệp. Thì cái này nằm trong năm giới hết. Mà giới là sát thân. Giới là sát thân. Thì chúng ta thấy là cái đạo Phật thì năm giới này bao trùm hết rồi đó. Dầu cho 10 giới, dầu cho 250 giới, dầu cho 348 giới, gom lại cũng có năm giới thôi. Còn cái hạnh kiểm thì gồm có năm hạnh cuối cùng. Nhưng mà khi mà triển khai di tế thì nó thành ra số lượng nhiều. Mà càng triển khai di tế chừng nào thì con người lại càng đơn, sống đơn giản chừng ấy. Mà càng sống đơn giản chừng nào thì càng dễ thấy thánh quả chừng ấy, càng dễ thấy cái một chừng ấy. Cái một nó đối kỵ với cái nhiều. Khi mà chúng ta sống phức tạp quá rồi, chúng ta không thể trở về cái Phật tánh. Cái Phật tánh là cái chỗ, cái nền tảng để tất cả cái nhiều phát hiện. Thành ra phát hiện cho nhiều, nhưng mà rồi cô vô gồm chung cũng có một thôi. Chúng ta phải ngồi suy gẫm cái đó. Thành ra khoa học bây giờ tạo có điều kiện cho chúng ta đi vào cái nhiều, đi vào cái phức tạp, đi vào cái thỏa mãn ngũ dục. Mà ai cũng thích hết, cả tới tôi cũng thích nữa, nói thật dễ. Chúng ta là con khỉ mà, chúng ta là tề thiên, chúng ta là con đười ươi. Biết nói tôi thì biết chứ, biết như con đười ươi vậy đó. Biết nhưng mà cũng cái thâm căn cố đế vẫn thích, nhếm thử một chút.
Ban đầu thì chửi, biết mày ngũ dục mày sẽ giết tao chết, thì bỏ đi vừa chửi. Nhưng mà chửi mà ngoái lại, cứ ngoái lại mới là cái chết. Bỏ mà không đành bỏ, ngoái lại rồi thì sao? Hấp dẫn thì trở lại rờ rờ hiểu hửi á, cái hữu rượu rồi lại bỏ đi nữa. Chửi nữa nó mày là cái giết tao. Tới lần thứ ba rồi, bây giờ nếm thử một chút, rồi đi rồi á, giờ tiêu á. Nếm thử một chút thì thấy nó ngọt, nó ngon, nó ngà ngà, nó làm cho mình hưng khởi. Người nào uống rượu thì biết, uống ít nữa nó phấn chấn lắm. Người nào nhát nhất mà nhậu rượu vô rồi không, ông trời cũng không sợ nữa. Chúng ta thấy mấy người, nhiều người rất nhát, nhưng mà uống rượu vô không sợ ai hết. Chỉ sợ có ông lính thôi, chứ còn tổng thống giờ cũng không ngán nữa. Thì chúng ta thấy là cái ngũ dục nó giống như rượu. Thành ra chúng ta đừng có thử, dù chỉ một lần thôi, nó là cũng tiêu cái đời mình rồi. Mà chúng ta thì là con đười ưu, thử rồi chứ chừng sai mềm rồi, để cho ngũ dục nó muốn giật mình đi đâu thì nó giật, nó bắt mình luôn. Nên thì chư Phật tử phải coi chừng cái đó. Thành ra cái giới là của cái xác thân, còn cái định là của cái tâm. Cái tâm là gì? Tức là cái hiểu biết của chúng ta đó. Mà chúng ta tự hiểu biết cái xác thân là hai, là trạch. Mà không phải hai thì nó là một, là sai. Khi mà cái xác thân nó thăng hoa lên đó, thì thành ra cái hiểu biết. Hiểu biết đó là cảm giác, tức là cái biết mà chưa phân biệt. Mà cái biết mà thăng hoa lên nữa thì thành ra tư tưởng, là cái biết có phân biệt. Rồi khi thăng hoa lên nữa thì thành ý chí, là phân biệt mà có đắn đo, có quyết định, có lựa chọn. Còn tư tưởng là phân biệt thôi chứ không có lựa chọn. Nhưng mà lựa chọn ngu si, không có kinh nghiệm, không có kiến thức, thì phải có thêm cái ký ức là a lại da nữa. Thành ra cái này là chỉ là một sự tiến hóa thôi. Mà gom lại chung đó thì từ cái sách